đến cái dòng chảy ra ngoài bị tắc nghẽn trong niệu đạo do là tăng sản lành tính tuyến tiền liệt. Thì tăng sản tuyến tiền liệt lành tính là một cái sự phát triển quá mức không ác tính của tuyến tiền liệt bao quanh niệu đạo, và triệu chứng là biểu hiện tắc nghẽn cái đường ra của bàng quang, dòng tiểu yếu, tiểu ngập ngừng hoặc là tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu đêm, tiểu không hết bãi, tiểu nhỏ giọt. Thì chẩn đoán sơ bộ sẽ dựa vào là thâm trực tràng và các triệu chứng như và sau bàng quang, siêu âm qua trực tràng, niệu đạo học hoặc là những cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh cũng có thể sẽ là cần thiết. Và những cái lựa chọn điều trị cho cái việc này sẽ là thuốc ức chế nam alpha, reductase, chạy alpha hoặc là tadalafil hoặc là phẫu thuật. Dạ, em trình bày cái phần chính giờ thôi. Rồi đến sang màn hình. Dạ, thưa thầy, Detrusor Under activity được định nghĩa đó là một cơn co thắt giảm sức mạnh và thời gian dẫn đến làm rỗng bàng quang kéo dài hoặc không thể làm rỗng bàng quang hoàn toàn trong một khoảng thời gian bình thường, có thể ảnh hưởng đến biểu hiện lâm sàng và cản trở việc điều trị các rối loạn phổ biến và khác biệt như chứng tăng hoạt động quá mức, bí tiểu và tăng sản lành tính tuyến tiền liệt. Các nghiên cứu cho thấy là các yếu tố nguy cơ như là thiếu estrogen, nhiễm trùng, viêm và lão hóa có thể góp phần gây ra bệnh này. Dạ, em xin hỏi. Nếu thầy có thể trình xíu cho mình với ạ. Dạ. Dạ thưa thầy, thì dạ dạ cho em làm luôn thầy. Dạ được. Dạ, phần của em là tiểu đêm. Thì tiểu đêm nó là một tình trạng phải đi tiểu thường xuyên hơn vào ban đêm. Tình trạng này phổ biến hơn khi mọi người già và xảy ra ở cả nam và nữ. Thì cái nguyên nhân của nó có thể bao gồm là thứ nhất là đa niệu. Đa niệu thì người bị đa niệu thì cái ml nó sẽ có hơn 3.000 ml nước tiểu trong 24 giờ. Điều này thường do
Dạ. Thì cái đa niệu này thường là do tuần lọc quá nhiều nước, nó cũng sẽ. Dạ, cái nguyên nhân đa niệu đấy bao gồm thứ nhất là lượng chất lỏng cao, thứ hai là bệnh tiểu đường chưa được điều trị, và thứ ba là đái tháo nhiệt. Còn đa niệu về đêm, thì nó sẽ có chỉ có lượng nước tiểu cao vào ban đêm. Lượng nước tiểu của họ trong ngày bình thường nó có thể giảm. Điều này có thể xảy ra là khi chất lỏng thường ngày tích tụ ở bàn chân hoặc cẳng tay, một khi nằm xuống đi ngủ thì trọng lực không còn giữ được chất lỏng trong chân nữa, nên nó có thể di chuyển vào tĩnh mạch và được thuận lọc tạo ra nước tiểu. Nguyên nhân là do suy tim xung huyết, phù chi dưới, rối loạn giấc ngủ, hoặc là một số loại thuốc khác. Và cuối cùng đó là tần suất tiểu đêm. Thì bạn có thể đi tiểu với số lượng ít hoặc đi tiểu thường xuyên hơn. Điều này là do bàng quang không có khả năng làm rỗng hoàn toàn. Và các nguyên nhân bàng quang không thể làm rỗng hoàn toàn thì có thể bao gồm là tắc nghẽn bàng quang, hoặc là tăng sản tiết tiền liệt lành tính ở nam giới giảm hết rồi. Dạ em trình bày. Em để em gửi link cho thầy, thầy xem màn hình giùm em. Em gửi trên Meet rồi thầy. Em gửi link trên Meet này. Dạ, thầy là em làm về OAB, đầu tiên là về định nghĩa. Thì OAB có nghĩa là bàng quang tăng hoạt, là tình trạng bàng quang hoạt động quá mức, thường xuyên bị kích thích và co bóp ngay cả khi chưa đầy nước tiểu, tạo cảm giác buồn đi tiểu liên tục cả ban ngày lẫn ban đêm, có thể có kèm theo tình trạng tiểu xón, tiểu gấp và tiểu không kiểm soát. Các triệu chứng của bàng quang tăng hoạt bao gồm đi tiểu thường xuyên nhiều hơn 8 lần trong khoảng 24 giờ, thức dậy nhiều hơn một lần một đêm để đi tiểu, cảm giác buồn tiểu gấp, khó nhịn tiểu, có thể tiểu không tự chủ, và đi tiểu không hết bãi, cảm giác tiểu rác và mót tiểu hay xón tiểu. Các nguyên nhân của viêm bàng quang là do hoạt động quá mức, sự co thắt không chủ động của cơ bàng quang, dù bàng quang đã đầy hoặc chưa đầy nước tiểu. Các yếu tố nguy cơ cao dẫn tới bàng quang tăng hoạt bao gồm là tuổi tác. OAB có thể xảy ra ở người già, có nguy cơ cao xảy ra ở người già hơn là ở người trẻ tuổi. Về giới tính thì phụ nữ dễ mắc hội chứng bàng quang tăng hoạt do quá trình mang thai, sinh con làm suy yếu cơ sàn chậu nâng đỡ bàng quang và sự thay đổi nội tiết trong độ tuổi mãn kinh. Về lối sống thì những người thường xuyên căng thẳng, stress hoặc sử dụng chất kích thích cũng gây rối loạn chức năng của hệ thống thần kinh kiểm soát việc tiểu tiện. Béo phì, trọng lượng dư thừa gây áp lực lên bàng quang. Ngoài ra béo phì ảnh hưởng tới lưu lượng máu và hoạt động thần kinh tại bàng quang. Dạ em xin hết.
Dạ em thầy. Dạ được. Dạ, để em đang xe. Dạ em đang xe thầy. Dạ em trình bày về viêm đường tiết niệu. Viêm đường tiết niệu là bệnh lý viêm nhiễm xảy ra trên đường tiết niệu do vi khuẩn gây viêm nhiễm. Về cái triệu chứng thì nó triệu chứng là thường xuyên đi tiểu hoặc là muốn đi tiểu và đi tiểu liên tục. Và bệnh nhân sẽ có cảm giác đau buốt khi đi tiểu và giữa các lần đi tiểu sẽ có cảm giác như là kim châm và đau ở bụng dưới và lưng và nóng rát ở các vùng bụng dưới. Nguyên nhân thường phần lớn là do viêm đường tiết niệu do vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu và cái vi khuẩn này thường là E. coli. Thầy ơi, dạ cái link sao em gửi là của phần bàng quang á thầy. Dạ cái link thứ hai em gửi là của phần bàng quang.